Thưa quý vị, hơn 10 năm thành lập cho đến thời điểm này, câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm đã có hàng trăm thành viên tham gia. Cũng chừng đó thời gian, câu lạc bộ cũng tổ chức được nhiều những chương trình tuyên truyền vận động các cá nhân có nhóm máu hiếm RH- tham gia hiến máu, góp phần vào việc cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên cả nước. Và vào sáng nay, ngày 27 tháng 12 năm 2020, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức gặp mặt câu lạc bộ người có nhóm máu hiếm khu vực phía Bắc. Chương trình là cơ hội để tri ân, gắn kết các thành viên trong câu lạc bộ và cập nhật các kiến thức, kỹ năng, thông tin về hiến máu tình nguyện và về nhóm máu hiếm. Tham gia câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm từ những ngày đầu cho đến nay, 13 năm trôi qua, anh Nguyễn Thanh Tuấn ở Yên Bái đã có hơn 10 lần hiến máu cứu người. Biết là nhóm máu hiếm là quý và cần, nhưng anh Tuấn còn luôn thấy được sự kịp thời trong bối cảnh người bệnh cấp cứu đang cần máu. Nhưng mà cái lần mà ấn tượng nhất là cái lần tôi đi hiến máu trực tiếp cứu người. Lúc đấy là có một bạn cũng là ở Yên Bái, tôi quê Yên Bái. Bạn là ở Mù Căng Chải Yên Bái, thì bạn trong tình trạng xuất huyết, băng huyết. Thế tôi cũng đi chạy, lúc đấy thì cũng phóng xe máy vào, thẳng trong đấy trời cũng hơi mưa mưa không đấy, nhớ lắm. Vào thì gặp bạn và truyền máu trực tiếp luôn. Không may như anh Tuấn, câu chuyện của chị Vũ Thị Nga ở Phú Xuyên, Hà Nội lại khác. Trải qua 4 lần sinh đẻ, mọi chuyện không thuận lợi với chị Nga như nhiều bà mẹ khác. Em bé đầu tiên của chị chào đời bình thường, nhưng bé thứ hai và thứ ba thì không được may mắn. Do thời điểm đó, chị không biết nhóm máu của mình thuộc nhóm máu hiếm RH âm nên không được kiểm tra từ ban đầu khi mang thai, dẫn tới việc sinh con không được thuận lợi. Một bé đã tử vong. Cho đến đợt sinh lần thứ tư, chị đã được khám và tư vấn ngay từ khi mang thai. Kết quả là em bé được chào đời khỏe mạnh, phát triển bình thường. Đến chào thứ tư này thì em chữa được gần 3 tháng thì em đi. Thì mới biết là mình nhóm máu hiếm. Thì là em cũng theo dõi thường xuyên là một tháng một lần là lên viện huyết học là để kiểm tra cái hiệu giá kháng thể. Thì đến chậm, nghĩa là trước sinh trước cháu là 3 tuần. Để cháu nó được sự can thiệp của bác sĩ kịp thời thì may rằng cháu nó không sao. Và nếu như em bé tiếp theo ấy, những em bé tiếp theo mà tiếp tục có nhóm máu ở đề dương giống bố thì ngay lập tức cái kháng thể chống D miễn dịch của người mẹ này sẽ, vì nó là miễn dịch nên nó có thể qua được hàng rào giao thai và nó có thể gắn lên bề mặt hồng cầu của con và gây vỡ hồng cầu của con. Và như vậy nguy cơ cho những em bé tiếp theo là rất là cao. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều người mang nhóm máu hiếm cần được điều trị và hỗ trợ người bệnh khác trong lúc họ cần máu. Họ đều là những thành viên tích cực trong câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm. Được thành lập từ năm 2007, chỉ với 20 thành viên, đến nay câu lạc bộ đã có hơn 500 thành viên với hơn 200 người hoạt động thường xuyên, tích cực tham gia hiến máu khẩn cấp và các hoạt động tình nguyện. Trung bình mỗi năm có khoảng 2.000 đơn vị máu, chế phẩm máu được hiến tặng từ các thành viên trong câu lạc bộ. Thì người máu hiếm chỉ là một cái đặc tính đặc thù, tuy nhiên vì nó họ rất là hiếm cho nên lại họ phải có cái quản lý một cách đặc thù, cho nên tôi hy vọng những người có máu hiếm thì phải nên liên hệ với những cái tổ chức cộng đồng của mình để có những cái tư vấn sâu hơn trong cuộc sống cũng như trong hoạt động, thì để đảm bảo trong cuộc sống không chỉ của bản thân họ và cho cả cộng, cho gia đình và bản thân những người có máu hiếm, chỉ những người máu hiếm gắn với nhau thì cũng có thể hỗ trợ tốt được cho nhau trong cuộc sống và trong khi mà cần thiết trong vấn đề khám chữa bệnh. Ở Việt Nam, những người có nhóm máu RH âm ước tính chiếm khoảng 0,1% dân số, tức trong 1.000 người mới có một người, nên được coi là nhóm máu hiếm.